Sau khi nhận về rất nhiều lời góp ý cũng như phản ứng của cư dân mạng, bà Tân Lộc tuyên bố đổi nội dung để không gây nhàm chán. Và cuối cùng, kênh của bà Tân Lộc cũng đã thay đổi phong cách quay video theo hướng điềm đạm hơn, thay cho phong cách trò chuyện vui tươi cùng yếu tố siêu to khổng lồ vốn đã quá quen thuộc với bà Tân từ những ngày đầu. Thế nhưng ở video mới nhất, khi Thổ Tài làm món bánh sáng chiên cốt dừa, người phụ nữ Triệu Di lại bị soi chuyện sao chép ý tưởng từ một kênh YouTube khá nổi khác chuyên về mảng ẩm thực. Nếu như trước đây, các nguyên liệu để bà thực hiện món ăn được bày biện đầy đủ ở mỗi đầu video thì với lúc này, bà Tân lại tự đi thu hoạch sắn ở ruộng, làm sạch sẽ và sau đó lột vỏ rồi mới đem giã ra để làm bánh. Nhiều dân mạng cho rằng, từ góc quay cho đến màu sắc của clip, bà Tân làm nhiều người liên tưởng đến kênh ẩm thực mẹ làm. Hay như trước đó, trong lốc thịt nấu chuối đậu đậm đà hương vị đồng quê ẩm thực bà Tân được đăng tải trên kênh YouTube bà Tân Lốc ngày 6 tháng 11 vừa qua, không ít người xem đã bất ngờ khi không còn nghe được câu chào quen thuộc ở mỗi đầu video là xin chào tất cả các cháu. Hôm nay bà sẽ, hay những câu trò chuyện gắn liền với hình ảnh của bà như, các cháu ơi, 60 nồi bánh chưng, các cháu thấy bà có ngầu không, đấy, đấy, ngon lắm các cháu a. Các bước chuẩn bị món ốc nấu chuối đậu. Màu sắc clip cũng bắt mắt hơn. Trong clip này, bà Tân không còn nói nhiều và nói những câu đặc trưng như trước, thay vào đó là hành động và chèn nhạc cho clip sinh động hơn. Nhiều người nhận xét, clip này của bà Tân Lộc giống với ẩm thực mẹ làm. Có thể thấy, bà Tân xuất hiện trong một số lốc mới này hoàn toàn kiệm lời, khác xa những lốc từ ngày đầu thành lập kênh. Rất nhiều ý kiến của dân mạng để lại dưới clip. Bên cạnh đó, số người lại khuyên bà nên quay về làm clip siêu to khổng lồ như trước kia vì không quen mắt. Theo họ, cách làm lốc, vừa trò chuyện vừa làm món ăn mới thực sự phù hợp với hình ảnh của bà Tân mà khán giả yêu mến. Trước đó, bà Tân Lộc liên tục bị sao quả tà soi chiếu. Hết bị tẩy chay vì nhiều người cho rằng bà không trung thực ở clip làm bánh bông lan trứng muối, rồi lại quảng cáo lố trong video hướng dẫn làm món đuôi bò hầm sữa và cháo yến. Ở clip làm món cháo yến, ai cũng nghĩ sẽ được xem bà Tân hướng dẫn cách làm cháo yến bằng gạo, thế nhưng ngay khi mở màn clip, đập vào mắt người xem là 60 gói cháo yến ăn liền. Kèm theo đó là góc quay cận tên nguyên liệu. Bà Tân giới thiệu có 50 quả trứng vịt lộn đi kèm nhưng dân mạng tinh ý nhận ra chỉ có 40 quả. Đặc biệt, hiện tượng mạng họ Nguyễn giới thiệu sẽ có thêm 50 quả trứng vịt lộn đi kèm nhưng khi đưa vào nồi luộc, người xem tinh ý nhận ra tất cả chỉ có 40 quả. Điều đặc biệt hơn, trong video này còn xuất hiện thử thách ăn cháo bằng xiên nhỏ. Bởi vậy clip đã nhận về rất nhiều bình luận tiêu cực. Trong khi một vài người cho rằng clip quá sơ sài, việc kết hợp trứng vịt lộn vào cháo làm tổng thể món ăn không hài hòa, số khác lại chỉ trích bà Tân gian dối về nguyên liệu khi sử dụng 40 quả trứng lại nói thành 50. Không lâu sau đó, một cư dân mạng viết tâm thư yêu cầu bà Tân và con trai nên bớt tham lam. Tâm thư của dân mạng gửi đến bà Tân. Tiếp thu ý kiến từ mọi người, Hương Lốc con trai bà Tân bất ngờ tiết lộ, trong thời gian tới, kênh YouTube của mẹ sẽ không tiếp tục làm các clip siêu to khổng lồ nữa, tôi sẽ thay đổi dần dần và đăng xem nội dung mới chứ không thay đổi một cách đột ngột. Hơn nữa, tôi cũng cần có thời gian để suy nghĩ những nội dung sáng tạo hơn. Thế nhưng, theo dõi những clip mới sau này của bà Tân, nhiều người lại cho rằng, lốc mới của bà Tân khá giống với những video của ẩm thực mẹ làm, một kênh YouTube về ẩm thực cũng rất được yêu thích tại Việt Nam khiến các clip sau đó của bà Tân vẫn là đề tài gây tranh cãi.